Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Đấy thì ở những video trước thì mình đã giới thiệu mấy anh em gọi là cái thư viện của team hải tặc này, team thất vũ hải và team hải quân, cũng như là định hướng anh em một số cái team gọi là theo cái sở thích của mình thôi, để anh em chơi có thể chơi riêng một hệ. Đấy thì video này, ở video này thì làm một cái hệ gọi là hệ VIP, hệ ngon nhất ở trong cái con game này, thì không có còn cái hệ nào khác anh em ạ. Đó là hệ tứ hoàng anh em nhé. Thì ở video này mình sẽ giới thiệu với anh em là cái thư viện của team tứ hoàng, cũng như là để lựa chọn ra một team tứ hoàng để chơi. Thật ra lựa chọn team tứ hoàng chơi thì cái này nó chỉ dành cho khỏe anh em VIP cao thôi, chứ còn anh em nông dân thì thật ra để chơi một full một team tứ hoàng thì cũng tương đối là khó. Đấy, nhưng mà tuy nhiên anh em cứ tham khảo nhé, để theo ý thích anh em chơi. Đấy thì bây giờ cùng vào thư viện này. Đấy anh em ơi, thì hiện nay đối với team tứ hoàng nhá, mình sẽ giới thiệu lần lượt. Thứ nhất là về các tướng đam. Các tướng đam của team tứ hoàng thì thứ nhất là anh em có thể thấy là Zorian phiên bản tứ hoàng. Đấy, sau khi mà nó ở cái trận chiến thượng đỉnh Marineford ấy, nó hấp thu được cái trái gọi chấn động của dâu trắng, thì hiện nay là anh em có thể thấy là về tạo hình Zorian, đấy hai tay nó có hai sức mạnh của trái bóng tối và trái chấn động anh em nhá. Đấy thì đây là tạo hình của Zorian. Về bộ kỹ năng của nó thì tí nữa mình sẽ giới thiệu cho anh em xem cái bộ kỹ năng của nó nhé. Đấy là con tướng thứ nhất là con tướng dâu đen. Con tướng thứ hai là tướng hệ đam tiếp theo, đó là tướng Kaido anh em ạ. Đấy, Kaido thì lão quái vật này thì là quá là mạnh rồi. Hiện nay trong cái trận chiến ở đảo Oni với cả Luffy thì anh em có thể thấy rồi, đánh quá trâu và gọi là gần như là bất tử luôn. Đấy thì đây là tạo hình của Kaido anh em nhé. Về bộ kỹ năng thì tí nữa cũng mời anh em xem một thẻ nhá. Đấy là con tướng thứ hai. Con tướng thứ ba là con tướng Katakuri. Đấy, chỉ huy đội 1 hay là đội 2 mình cũng không nhớ rõ, là của băng bánh ngọt, băng minh mom đấy. Thì con này vừa mới ra bên server Việt Nam từ cuối tuần trước đúng không, đến bắt đầu sang tuần này đang có cái sự kiện khiêu chiến tình anh. Thì những anh em nào hiện nay đang VIP không ấy, thì mình khuyên anh em là nên nạp 22.000 để lấy VIP 1. Anh em có thể nhận đầu Zoro Wano này, và anh em mua thêm cái lượt ở trong cái sự kiện khiêu chiến tình anh đó để anh em đổi lấy Katakuri nha anh em nhé. Thì sau khi anh em đổi lấy được một copy Katakuri rồi thì anh em có thể sử dụng cái đá thủy tinh thể để anh em đổi con Katakuri này ở trong cái shop thể lực. Cái shop thể lực đấy nó bán 5 năm đá một con Katakuri, thì anh em nông dân vẫn có thể chơi được Kata bình thường, bởi vì Kata có thể quay được ở trong vòng quay cao cấp, vòng quay thường. Đấy là mình khuyên anh em như vậy nhé. Anh em nào đang VIP không thì thôi, bỏ ra gọi là hai chai nước ngọt một tí để anh em lấy Kata nhé. Con Kata này rất là mạnh và rất là ngầu luôn. Đấy là con tướng thứ ba. Con tướng thứ tư đấy là săn tóc đỏ. Săn tóc đỏ là con tứ hoàng gọi là đầu tiên mà khi nó ra trong cái sự kiện khiêu chiến tinh anh. Đấy, con săn tóc đỏ này thì anh em có thể thấy là về bộ kỹ năng của nó thì mặc dù đam nó gây ra thì lượng đam gây sát thương là nó không lớn, nhưng ở đây là anh em có thể hiểu là tại vì cái kỹ năng một của nó là nó gây đam cho toàn thể, nhưng mà nó có cái hiệu ứng support, đó là giảm sát thương của đối phương. Đấy là cái dấu ấn kiếm của nó có giảm sát thương cho đối phương. Đấy là con tướng thứ tư. Đấy, con tướng thứ năm thì Vista thì là một tướng phút rồi, không nói rồi. Tiếp theo con tướng thứ sáu là Hỏa Quyền Ace, thì anh em có thể để ý là cũng rất ít người là chơi Hỏa Quyền Ace, nhưng tuy nhiên là mình để ý ở bên Trung Quốc này rồi cũng thế, cũng ít người chơi A anh em ạ. Đấy, thường thường thì A để làm food cho gọi là dâu trắng, nhưng tuy nhiên là nếu anh em nào có nhiều copy ấy, thì anh em đam mê thì anh em cũng có thể chơi A được, bởi vì A nó có đam thiêu đốt và sau mỗi lượt thì nó sẽ tăng cái đam bạo và tăng crit đam anh em nhé. Tiếp theo đó là Silver Rainen. Đấy, Silver Rainen này thì mình đã có video review về Rainen cho anh em xem rồi. Thì Rainen nó ở đây nó gây sát thương chủ yếu là bằng cái phản đòn của nó, phản đam của nó. Đấy nên là nếu anh em bui chuẩn xuyên giáp đấy, và bui xuyên giáp là một này, bui crit đam là hai, thì cái lượng phản đam của Rainen sẽ rất là lớn. Đấy, con tướng tiếp theo là của hệ đam, đó là dâu trắng anh em ạ. Đấy, dâu trắng này thì lượng đam gây ra của dâu trắng thì rất là lớn, kết hợp với cái bộ kỹ năng của nó là nếu như nó sử dụng cái ulti của nó mà tiêu diệt được một đối phương thì nó sẽ có phần trăm là tiếp tục là thực hiện cái đòn đánh ulti đó. Nên do vậy là mình thấy là con dâu trắng này cũng mạnh. Tuy nhiên là con dâu trắng này khi nó sử dụng kỹ năng thì nó có cái phần trăm là gây miss, tức là gọi là bị đối phương là đánh trượt ấy, tức là mình đánh trượt ấy. Thì nếu mà bui thì anh em nên bui là chính xác cho dâu trắng. Đấy là các con tướng của hệ đam bên hệ tứ hoàng anh em nhé. Tiếp theo là về hệ tanh của bên tứ hoàng, thì hiện nay thì so với bên server Việt Nam thì hệ tanh của tứ hoàng nó chỉ khác là nó có con tướng là Big Mom. Big Mom thì thuộc tướng UR. Con Big Mom này thì qua cái trận đánh với
Lau và Kit thì anh em biết rồi, nó rất là quải trâu bò luôn. Thì ở trong con game này, nó tạo hình cũng như là về cái bộ kỹ năng của con Big Mom cũng rất là trâu bò luôn. Big Mom khi mà nó hết máu nó bất tử một hiệp anh em ạ. Và sau khi bất tử hiệp đó xong sang hiệp khao thì nó sẽ nhận một lượng giáp ảo bằng 30% lượng máu tối đa của Big Mom. Ngoài ra thì nó có phần trăm là chia sẻ đam cho toàn bộ team của team ta. Đấy, nó chia sẻ đam 20-30% đấy. Ở trong một cái video mình đã giới thiệu anh, có review cho anh em xem rồi. Đấy là con tướng tanh thứ nhất là con Big Mom. Con tướng tanh thứ hai là Jessup Bogey. Thì Bogey này cũng chỉ là một tướng phút thôi. Đấy, tiếp theo nữa là con tướng tanh này không thể không kể đến, đó là Marco. Đấy, Marco đầu dứa này thì gọi là một con tướng là tanh rất là trâu, kết hợp là hồi máu. Đấy, đánh rất là cù nhây. Đấy, và hiệu quả, rất là hiệu quả trong cái thám hiểm bí cảnh. Đấy, anh em có thể thấy là rất là trâu máu luôn. Đấy là con tướng tanh thứ ba là Marco. Con tướng tanh thứ tư đó là Zozu, Zozu người kim cương. Thì con tướng Zozu này cũng vừa có tăng thủ cho team này. Đấy, vừa có kỹ năng gọi là phản đam và vừa có khiêu khích tướng đối phương để tướng đối phương sử dụng vào đánh thường thì cũng rất là hiệu quả. Đấy là bốn con tướng tanh. Đấy, còn con tướng búp của hệ tứ hoàng thì chỉ duy nhất có một con tướng búp là bác sĩ ở trên thuyền của Roger, đó là Crocus. Thì con Crocus này mình đã review cho anh em rồi, nó sẽ thuộc cái top 1 của những cái con tướng là búp máu cho team trong tất cả các hệ, chứ không gì nói riêng gì đến là mỗi một mình Crocus thôi. Đấy, kể cả như sau khi có ra Zephy của bên hệ hải quân thì con này nó vẫn sẽ là con tướng số 1 về búp máu, nếu về búp máu thuần. Ngoài ra nó còn búp miễn nhiễm miễn sát thương nữa đấy cho team nữa, nên là Crocus này rất là mạnh và rất là búp máu, rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. Đấy là về thư viện của cái hệ tứ hoàng thì hiện nay là mới cập nhật tất cả những con tướng như này anh em nhé. Thì nếu là mình cho mình lựa chọn thì đối với team tứ hoàng này thật sự là rất khó để lựa chọn, nhưng mà nếu mà được chọn thì mình sẽ chọn là trước hết là ba con tướng UR, bao gồm là Zoran là 1, Kaido là 2, đấy, và Big Mom là 3. Đấy, Big Mom sẽ ở vị trí tanh. Đấy, mình sẽ chơi ba, nếu mình sở thích của mình là mình chơi ba ram, đấy, một tanh và một búp máu, thì mình sẽ chơi là Zoran này, đấy, Kaido, Katakuri là ba con tướng đam, và tanh thì mình sẽ chơi Big Mom và búp máu mình sẽ chơi Crocus. Đấy là nếu được phép lựa chọn thì mình sẽ chơi như vậy. Đấy, bởi vì là cái Kaido thì nó vừa tanh vừa đam rất là mạnh, và Zoran thì cũng như vậy. Zoran thì lượng đam gây ra rất lớn và kết hợp là nó kèm theo búp máu. Đấy là cái lựa chọn của mình như vậy. Đấy, còn nếu mà những anh em nào mà không có điều kiện để chơi thì anh em có thể chơi San tóc đỏ này, chơi Katakuri dâu trắng và Raylan. Đấy, kết hợp với tanh thì anh em chơi tanh Marco hoặc là chơi tanh Zozu và kết hợp búp máu là kèm Crocus. Đấy, thì bây giờ thì đầu tiên là mời anh em xem qua cái bộ kỹ năng của con tướng Zoran này anh em nhé. Đấy, mời anh em xem cái bộ kỹ năng của nó. Tiếp theo thì mời anh em đấy xem cái bộ kỹ năng của con tướng Kaido. Đấy, con tướng Kaido anh em nhé, tứ hoàng Kaido. Anh em cùng xem cái kỹ năng một của Kaido nhá. Đấy, kỹ năng một của này. Đấy, đánh hàng dọc và kết hợp hồi máu này. Đấy. Đây, kỹ năng một này chuẩn bị đến ulti này. Ulti thì biến thành dòng rồi. Xong nó dùng cái chiêu Boro Breeze, hơi thở của dòng đấy. Khi dùng hơi thở của rồng thì nó gắn thêm cái thiêu đốt, anh em có thể nhìn ở đây nhìn mỗi cái... đối với Kaido thì anh em vừa xem rồi, thì còn đối với Katakuri là một này, thứ hai là về Big Mom là 2 và thứ ba là Crocus. Thì hiện nay mình đang sở hữu được ba con tướng này, thì mình sẽ mời anh em xem chung một cái video gồm ba con tướng này nhé, xem chung một bộ kỹ năng của ba con tướng này. Đấy, mình đang hiện nay thì ở bên server nước ngoài đấy, anh em có thể thấy là mình đang có cái dương 120 mảnh tướng Udo. Thôi được rồi, mình sẽ hy sinh cho anh em là 100 mảnh nhá. Mình sẽ hy sinh 100 mảnh này để mình từ từ đã, để mình xem là mình đang có bao nhiêu mảnh dâu đen này. À mà Kaido này. Như vậy là hiện nay mình không có mảnh Kaido nào, thì mình sẽ mở 100 mảnh Kaido. Đấy, mình sẽ lấy 100 mảnh Kaido anh em nhé. Để mình giới thiệu luôn cho anh em đấy, xem luôn cái bộ kỹ năng của
con tướng này luôn nhá. Ở đây chọn cái đô tí chọn nhầm một phát là lại gọi là lại khóc bằng tiếng mán luôn anh em ạ. Đây anh em ơi, đấy anh em nhá, như vậy là mình đã chính thức là triệu hồi được em Kaido rồi, nhưng phải thay đổi ảnh đại diện luôn cho nó oách luôn này. Đấy anh em ơi, như vậy là mình đã sở hữu Kaido rồi nhá. Mình còn một vị trí trống của chiến đội, mình sẽ cho Kaido vào. Đấy anh em ạ. Vậy Kaido của mình này hiện nay chiến đội là đã 205 nhá. Mình sẽ cho Kaido mang một chút trang bị vào. Đấy anh em ạ, để tiến cấp Kaido thì anh em tất cả những con tướng UR thì cần một copy của nó và một tướng 6 sao. Đấy thì sau đây mình sẽ mời anh em xem một cái trận đánh của nó nhá. Để xem qua cái bộ kỹ năng. Đấy bây giờ Tứ Hoàng này, đầu tiên này Tứ Hoàng này. Đấy, Big Mom xếp vị trí tanh này, Katakuri, hiện nay Katakuri. Đấy, mình đang mượn được một con Katakuri là level 280. Tiếp theo nữa là Kaido này. Đấy và một con tướng nữa. Ở đây nếu mà một tướng đam thì mình có thể chọn dâu trắng, hoặc dâu trắng thì anh em biết kỹ năng rồi, thì thôi ở đây mình sẽ chọn Silver Rainen. Đấy một con tướng phản đòn anh em nhé. Nếu mà xếp vị trí thì anh em có thể xếp vị trí là Big Mom và Kaido ở vị trí phía trên, bởi vì Kaido nó là một tướng đam, tuy nhiên là nó kết hợp là lượng hồi máu hút máu kỹ năng của nó cũng tương đối là cao. Đấy anh em nhé, thì anh em cùng xem này, đầu tiên là Katakuri này, đây là bộ kỹ năng 1 của Kata này. Đấy rất là mạnh luôn, gây lượng đam rất lớn. Tiếp theo là của Rainen. Đấy, đây là của Big Mom đánh theo hàng dọc anh em nhé. Còn Crocker thì bút máu cả team. Đấy, đây là Kaido, đấy anh em có thể thấy không? Kaido của mình là gọi là 5 sao thôi. Đấy nhà vờ gọi là 205. Đấy, nó gây sát thương theo hàng dọc và kết hợp hồi máu và kèm theo choáng, anh em có thể thấy là kèm theo choáng, vừa nãy là choáng Jinbei đấy. Gọi là nó có phần trăm choáng. Bây giờ xem ulti này. Đấy ulti của Kata. Đấy anh em ạ. Đấy anh em ơi, Kanta thì ulti toàn thể. Tiếp theo là ulti của Rainen. Còn đây là ulti của Big Mom anh em nhé. Đấy cũng ulti toàn thể luôn. Anh em có thể nhìn thấy cái debuff rất là lớn, debuff rất là nhiều ở bên team của đối phương ở trên đầu. Bây giờ đến ulti của Kaido này anh em ơi. Như vậy là Kaido của mình là bị dính khiêu khích của cái thằng Jesse Bergy đấy anh em ạ. Nên là nó không thể thực hiện cái ulti, nó thực hiện đòn đánh thường. Hơi tiếc, muốn cho anh em xem luôn cái bộ gọi là cái ulti của nó. Mình sẽ bây giờ mình sẽ đổi team anh em nhé, mình sẽ đổi team bởi vì Kaido của mình nó bị ấy rồi, bị khống chế rồi. Đây mình sẽ đổi team là cho một tanh ở phía trước, bởi vì Big Mom của mình nó có cái kỹ năng là kháng khống chế, mình sẽ cho Big Mom ở vị trí số 1 anh em nhé. Đấy rồi anh em cùng quan sát lại nhé, đây là Kata này, đấy kỹ năng một Kata đấy, anh em có thể thấy đảm bảo rất là lớn. Đấy, anh em thấy chưa? Thấy Kaido nó có phần trăm hút máu kỹ năng anh em nhé. Kể cả kỹ năng 1 và kể cả ulti của Kaido. Đấy, nên do vậy là Kaido nó là một con tướng đam, tuy nhiên là nó cũng rất là trâu luôn anh em ạ. Đây là ulti của Kata này, mình nhắc lại này. Đấy. Đấy anh em ơi. Crocus búp máu thì không phải bàn rồi anh em ạ. Cái lượng máu nó búp rất là lớn luôn. Đây là Crocus mình đang mui liên kích anh em nhé. Đấy, nó búp máu hai lần liên tục này. Đến lượt Kaido này, ulti Kaido này. Đấy, đầu tư 100 mảnh UR để mở Kaido để gọi là cho anh em theo dõi luôn anh em ạ. Anh em nhớ là con Katakuri nó có cái kỹ năng 4 của nó ấy, là khi mà nó sẽ tăng sát thương cho đồng đội Tứ Hoàng. Nên là khi mình chơi một cái team Tứ Hoàng ấy, team full 5 con Tứ Hoàng thì như vậy là Kata nó sẽ tăng mỗi một tướng, nó sẽ tăng cho mỗi tướng là 10% sát thương. Đấy như vậy là nó tăng hết cho team Tứ Hoàng luôn. Thế là rất là ngon luôn anh em ạ. Đây là turn 3, bắt đầu sang turn 3. Turn 3 thì Kata đánh thường này, anh em để ý nhé. Kata đánh thường này, Rainen đánh thường này.
Đấy, Ryan đánh thường. Tiếp theo. Như vậy Big Mom cũng phải đánh, cũng là đánh thường anh em ơi. Đấy, riêng Kaido, đấy, Kaido quạt này. Quạt vẫn theo hàng dọc nên mình đang để xem cái turn 4 của Kaido nó như nào anh em nhé. Đấy, turn 4 đánh thường này. Đánh thường này. Big Mom đánh thường này. Đấy. Crocus đánh thường này. Kaido, đây Kaido đánh thường. Thế như vậy là Kaido thứ tự ra skill của nó là skill 1 này, skill 3, skill 1 và đánh thường anh em nhé. Đấy là Kaido nó lại có điểm khác. Một số con tướng UR ấy, thì nó có cái gọi là cái thứ tự ra skill nó khác những con tướng còn lại anh em ạ. Đấy thì ở video này thì mình muốn giới thiệu với anh em về cái thư viện của tướng Tứ Hoàng và gọi là sở thích, mình gọi là cái sở thích của mình chơi một cái team Tứ Hoàng như vậy nếu có điều kiện như vậy. Rồi còn anh em thì anh em thích chơi như nào thì anh em bình luận ở bên dưới nhé. Nếu anh em thích review con tướng nào thì anh em bình luận ở bên dưới để mình có thể mình làm review rồi mình tham khảo các tướng VIP ở bên server chung để mình có thể giới thiệu với anh em về hướng bui, cách bui về trang bị khảm đá cũng như là haki và run như nào nhé. Rồi xin chào anh em, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua thì cũng gần được 900 người theo dõi rồi. Rất là cảm ơn anh em. Rồi chào anh em nhé.